Điểm đến đầu tiên là Berlin, quen quá rồi. Tới Paris là cũng quen nè. Paris nè, tụi bay có mấy thằng ở đây quen lắm nè. Sẽ cả tìm được châu Phi và chút vô địch cho Hàn Quốc là Esports. Wow, okay guys, that's a crazy good video, I'm not gonna lie. And the stream's done for today. See you guys tomorrow. Take care. Hết stream, tạm biệt. Okay. Thằng Kisa này là thằng streamer của YouTube Sport, chuyên Nunu, chắc anh em có nhiều coi, nhiều người coi. Gentlemen, you might be wondering why I've gathered you here today. Is it to save Europe? Your power of the doctrine is incredible. Worlds is. Ấy là mình có phải dịch cho các bạn không? Có phải dịch đâu? Dịch quên. Gentlemen, you might be wondering why I've gathered you here today. Is it to save Europe? Mục đích chúng ta ngày hôm nay làm gì? Lên kế hoạch cứu châu Âu. Worlds is fast approaching. Chúng ta thế giới đang tới. Kẻ thù đang tới. Nhiệm vụ của chúng ta là ngăn chặn. Ngăn chặn kẻ thù nhưng đéo phải là mấy thằng ở đây. Second up, Paris. Some of us here are already familiar with the setting. Điểm đến đầu tiên là Berlin, quen quá rồi. Tới Paris là cũng quen nè. Paris nè, tụi bay có mấy thằng ở đây quen lắm nè. Familiar with the setting. But this year will be different. Nhưng mà năm nay phải khác. Now we know we belong, and this leads us to London. Mục tiêu là London. London, we take Europe. Easy peasy, lemon squeezy. To help you gents succeed, I've brought you some top tier tools. Công cụ xịn cho tụi bay đây. Rumor has it that the Death Note was based. Death Note. Simply put any name in it, and they will never land a skill shot ever again. Ghi tên nó vô đây là nó không bao giờ mà tung chiêu trúng nữa. Now this will snowball your mechanics to heights even the greats. Lăn cầu tuyết. Use it for 10 minutes every day and your hand-eye coordination will be on par with the best. I think you started fire. No questions please. Thằng Hansama kêu là mày quăng cháy đồ rồi kìa. Compound GG. Compound GG. Compound GG là cái của cái phim The Boy đúng không? How do you feel? Diabolical, mate. Now you have what's needed to go out there and get back Europe. And always remember, gentlemen, no matter how tough it gets, we win those. Shoemaker, shaker, shoemaker, shaker, shoemaker, shaker. Nó ghi tên của thằng Showmaker với Faker vô. Shaker. Shaker là một cái tên cũng khá cũ á các bạn. Shaker là tên cũng cũ á. Lâu lắm rồi không thấy ai gọi Shaker. Mình nghe bữa đó mình nghe xong mình mới thấy là tiếng Hàn nó dùng số lượng từ gốc Hán rất là nhiều. Mình nghe rõ chữ Hàn Hoa sinh mệnh luôn á các bạn. Tiếng Hàn mà đọc y kiểu cảm giác là đúng rồi. Bên tiếng gọi là đọc tiếng từ Hán cũng ra y chang như vậy. Fighting.
Như vậy, nếu như vậy mình nghĩ là nếu bây giờ mình học tiếng Hoa, mình tiếng Anh mình có sẵn rồi đúng không, thì mình chỉ cần học mấy cái từ căn bản của tiếng Hàn thôi là mình có thể nói tiếng Hàn được với lại người Hàn Quốc một cách ok đúng không. Mình thấy ngôn ngữ của tụi nó là xài một đống là từ Hán rồi thêm một đống từ tiếng Anh nữa. Hồi đó mình đi học, mình học mấy cái từ gọi là từ Hán, cái mấy cái phần một từ Hán Việt đó là mình học tốt lắm. Tại hồi xưa mình cũng hay đọc mấy cái sách cũ cũ xíu, mấy cái từ Hán Việt mình học tốt lắm. Mặt thằng ZK nó vào zone dễ thấy lắm á các bạn. Các bạn nhớ cái đợt 2 năm về trước không? Thằng ZK mà nó cảm giác là khi mà nó vô zone là mặt của nó kiểu như nó lạnh lạnh mà nó sát thủ đó các bạn. Mình không biết là mấy cái trận bình thường nó như thế nào, nhưng mà mặt thằng ZK vô zone dễ thấy á. Các bạn coi lại cái phần mà phim tài liệu của Diaz Reyes làm đó. Mấy cái đoạn solo kill xong là mặt nó hả, nhìn cái đúng kiểu mặt sát thủ luôn. Nó khờ là tại vì các bạn biết nó khờ thôi. Chứ nếu như người mà không biết về tính cách của nó mà nhìn cái mặt của nó không nói là nó khờ đâu. Tại vì các bạn gọi là xem content, các bạn tiếp xúc được nhiều với nó, các bạn biết là nó khờ thôi. Chứ mà nhìn bình thường á, không nghĩ thằng ZK khờ đâu. Bị đất nó giọng cái bàn kinh khủng thiệt các bạn. Bữa nay mình mới để ý thấy tiếp, ý là cái này mình biết từ lâu rồi, nhưng mà thằng Bị đất nó chơi game nó giọng cái bàn khủng khiếp thiệt. Mình các bạn nhìn cái player cam Bị đất ở dưới thiếu điều cũng rất mẹ cái cam ra luôn á. cái player cam của Bị đất mà gắn không chặt là thề các bạn, đánh là thế nào cũng rớt ra. Anh nó biết ngồi anh chơi game sao mà anh lắc cái bàn khủng khiếp. Nè, đây là cái khác biệt giữa hôm bữa giờ các bạn mà coi chung kết thế giới, các bạn sẽ thấy mấy cái đội phương Tây á, nó sẽ đi ra ngoài sau game đấu. Tại vì cái phong cách feedback của đội phương Tây nó sẽ không nói nhiều về cái trận đấu vừa diễn ra, mà nó sẽ đi qua cái game sau. Còn phong cách của châu Á nói chung thì mình cảm giác là không có đi ra chậm cỏ được, mà đa phần vẫn phải ở trong cái phòng feedback. Tại vì cần game, tụi nó sẽ nói về cái game cũ rất là nhiều, chứ còn cái game mới nó không có nói nhiều lắm đâu. Cho nên là các bạn sẽ xem ở tại LEC á, là các bạn sẽ thấy phương Tây sau trận, trong cái trận B3, B5 thì nó có thể nó đi ra ngoài chở studio đó nha, ở studio Berlin á, thì các bạn thấy là tụi nó sẽ đi ra ngoài cho nó thoáng. Còn LCK là khi mà feedback, cái sự khác biệt lớn nhất á, mà các bạn sẽ thấy đợt này là dễ, tại vì đánh ở studio của châu Âu á, là mấy thằng châu Á là nó sẽ nói về cái game vừa đánh xong, thì nó phải ở trong phòng để nó có cái màn hình để nó còn nói cái game đó. Đúng rồi,
끝나지 않았음에도 무너질 수 있으니 그때가 가장 더 집중해야 할 때고 이제 승리가 눈앞에 있으면 시선이 그곳으로 쏠리기 마련이니까 그걸 좀 저는 이용하고 싶었고 오빠 가자 오빠 가자 마이크 테스트 한 번씩 해 오빠 한번 가보자 정신 차리고 오빠 가자 네. 팬들도 아까보다 훨씬 더 열심히 응원해주고 계셔 지금 우리 힘내보자 hồi nãy tụi nó có nói là tiếng xuyên qua được á thì cái này mình cũng hay nói mà sẵn tiện có mấy này thì mình sẽ giải thích thêm là khi mà thi đấu ở hầu hết các giải đấu lớn của Riot á thì cái tai nghe nó là tai nghe nó sẽ có tai nghe cách âm và bên trong nó sẽ đeo thêm một cái tai nghe hoặc nó sẽ có cái tiếng ồn trắng nó gọi là white noise ở trong thì nó sẽ không phải là khiến cho không nghe được tiếng khán giả mà nó sẽ là biến tiếng khán giả thành tiếng ồn trắng luôn, tức là bạn vẫn sẽ nghe khán giả hét nhưng bạn sẽ không nghe được khán giả hét cái gì chứ không phải là im lặng nha. Đó là cái sự khác biệt á, cho nên là cổ vũ đội có nghe thấy không? Có. Trong hầu hết các trường hợp khi mà khán giả cổ vũ nhiệt ở nhà thi đấu mà có đông người thì người đánh ở trên này đều cảm nhận được hết, đều nghe được hết. Chỉ là bởi vì cái tiếng ồn trắng của Riot bỏ trong cái tai nghe thì người ta sẽ không biết là la cái gì. Nhưng người ta vẫn luôn biết là đang có người la hét. Cho nên là cái áp lực thi đấu á, khi mà thí dụ như mình đánh ngu xong á, mình vừa mới bị solo kill xong mà các bạn nghe rần á, là các bạn vẫn sẽ bị tâm lý. Cho nên là mặc dù là không nghe khán giả la cái gì nhưng cái áp lực đến từ một cái nhà thi đấu lớn là vẫn luôn luôn có ở các giải đấu chuyên nghiệp. Crouch cheat không được nha. Biết sao không? Kiểu như đi lại gần con mắt hay cái gì đó là tiếng la đúng không? Delay nhẹ. Cái này thì mình cũng giải thích luôn các bạn. Là sẽ có một cái delay nhẹ. Tầm... mình nghĩ là tầm như tầm 3 giây á, 3 giây 4 giây gì đó sẽ có cái delay nhẹ. Chứ nó không real time, nó không có đúng với thời gian. Khán giả coi đó nó vẫn sẽ phải delay một tí. Chứ không thôi là nó sẽ la baron này nọ các thứ là nó la được. Đó. Cho nên là crowd cheat thì đối với Liên Minh sẽ được hạn chế bằng cái delay ở tại nhà thi đấu, cái màn hình của nhà thi đấu nó sẽ chậm hơn so với thời gian thực. Nào nghe ca 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 ca. Mùa này delay nó đánh con tướng của KBA, xong nó đánh con tướng của Lehen. Nó có highlight với lại ba và nó có highlight với lại Blitzrun. Văn mẫu bây giờ thành văn mẫu các bạn. Mấy câu đó bây giờ là đội nào cũng nói. Các bạn coi 10 cái mic check của các trận đấu có ván 5 là các bạn nghe cái văn mẫu này, giờ cái đội nào cũng chơi cái văn nữa. Cứ ván 3, ván 5 là thoải mái đi, đừng hối tiếc. Đội nào cũng vậy hết. Ya,
제 말했어. 형 쳐볼래? 야 쳤어 쳤어. 팔 눌러줘. 내가 발길 빠졌어. 살짝 이봐 치면서 봐봐. 힘 세게 못 나요. 받아 받으셔 봐. 한대 한대 빠졌고. 야 앞에 거 앞에 거 봐. 가자 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 에딧 터쳐 그냥 터쳐 맥쳤어요? 가자! 가자! 에딧 웃겨요 만 Lõ thì cũng không lõ. Đấy là mình hiểu cái cách edit này mà kiểu như đó. Nó hơi ngựa. Dùng từ chính xác dành cho Hanwha Esports là edit hơi kiểu ngựa. Hơi một câu một chút xíu rườm rà. Má mà giống như chuẩn bị nhận một cái gánh nặng gì nữa thêm hay sao á, nhìn nó cũng này là cũng phải, mình nghĩ là cái cảm giác lớn nhất lúc này là thở phào nhẹ nhõm giống hơn á, đúng không? Mình thấy là cái phần 90% cái cảm giác lúc này là má cuối cùng cũng xong. Xong này bắt đầu mới nhẹ nhàng hơn, xong cái đoạn mà thở phào được thêm 10 phần vui vẻ lúc sau. Đoạn đầu cảm giác đúng kiểu má cuối cùng cũng xong. 진짜 오늘이 왔어. 진짜 어떻게 왔지 이게. 와. 진짜 제가 18년도부터 응원을 했는데 진짜 첫 결승 직관이 우승으로 이렇게 경험할 수 있어서 너무 행복하고 5년 기다렸는데 나 야 vẫn chưa nín được được. 예 thương mày. 와줘서 고맙고 이겨줘서 고맙고 일단은 되게 마음 ra tới ngoài vẫn chưa nín để coi xong cả phỏng vấn cả trao cúp đi ra tới ngoài vẫn chưa nín. Xin lỗi. Thì suy nghĩ quá nhiều. Đầu tiên là tôi đã xem trận đấu như một vòng phim, không phải là một tập phim. Vâng 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 vâng. Chỉ cần ủng hộ hết sức cho tôi, lúc đó tôi cảm thấy sức mạnh thật sự là rất lớn. Lúc đó tôi cảm thấy mình có thể chiến thắng. Tôi có phải là bây giờ nhìn lại mới thấy vậy không? Nhưng mình thấy lúc mà quay phỏng vấn là nhìn cảm giác thằng nào cũng ốm đi nhiều. Mất ăn mất ngủ ác á. Đến thằng CK nhìn mà còn thấy nó ốm đi mà. Các bạn fan ruột nha. Đã nhận. Bia gì mắc dữ. Vừa rồi đây nè các bạn. Đây mới đúng là trẻ con sa mạc nè. Nha. Đây mới là trẻ con sa mạc nè. Còn các bạn như là hàng fake 1 thôi. Gần live out thôi. Các bạn trẻ con vùng nhiệt đới. Đây mới đúng là trẻ con sa mạc nè. Real nè. Trẻ con sa mạc hàng real nè.
대결은 최근 MSI에서는 정말 안타깝게 T1이 무릎을 꿇고 말았어요. 하지만 초대 우승팀을 거듭나기 위해서는 BLG를 잡아줘야 되는 상황이에요. 자신감 있게 해봐야 될지 살짝 볼게. 아, 대기만 봐. 여기까지. 잘하고 천천히. 끝내자. 나 탑밀면서 할게. 언제든 이기고 질 수도 있는 게 스포츠라서. 드디어 갑발춥니다. 와, MSI의 복수를 제대로 하네요. 다음 라운드로 올라가는 상황을 만들어냅니다. 끝났어. 비드. Bạn nào mà chưa coi phần bình luận của mình nếu anh mèo ở trận của giải đấu này, các bạn có thể coi trận chung kết ở trên bay của mình đang post lại 4 ván nha. Đợt đó là cái số lượng người xem kênh chính của giải nhiều, kênh lậu coi ít hơn. Bạn nào chưa coi phiên bản lưu mạnh thì có thể coi lại, vừa mới up lên ngày hôm nay đủ 4 ván. Tôi thấy mình kia khỏi sự sốt tông quá xin. Bạn nói về cơ bản cũng là bản kết rồi, kết đi mấy cái phần chính rồi. Còn là phần game thôi. Này, nhà này sến. Nhà này có sến kém cạnh gì cái phần sến so với lại editor của nhà cao không? Không các bạn. Các bạn biết cái cảm giác, cái cảm giác của cái phần intro này là của cái gì không? Phim truyền hình nha. Phim truyền hình mà kiểu cũ. Nó cực kỳ phim truyền hình Hàn Quốc mà chắc tầm thập niên 90 á. Kiểu cắt các cái hình nhân vật này xong rồi là nhạc như này nè, đó. Đó. Đây nè, phong cách này cũng rất là dễ nhận thấy. Không phải điện ảnh, truyền hình với điện ảnh khác nhau nha. No cinematic nha. TV series nha. Tới cái phông chữ nữa đó. Bữa giờ là chưa nói tới cái phông chữ đó. Đó. Kuma nhảy ha. Nhìn cái thấy biết đang căng rồi. 아, 매번 강투해도 모자람이 없는 것 같아요. 네. 페이지와 구매 씨가 붙는다면 충분히 엄청난 화제거리를 만들어 낼 수 있을 것이라는 생각이 듭니다. 바텀 선호되었을 때 제리를 내가 선픽하거나 상대가 선픽하면은 카이사 같은 거 하던지 제리만 배나고 뭐 할 수도 있고. 베타 무릎 위에 왜 딱 그래? 이게 나을 것 같아. 원딜 좀 선픽할 게 애매할 것 같은데 제리 말고. 왜 딱 루시안 진 뭔가 잘 루시안 진 두 분 선픽. 그거는 제리 선픽하는 게 나을 것 같아. 제리 선픽을 할 수 있어. 매 thằng editor của T1 cắt ác thiệt chứ. Cắt rất là ác. Của MC đang kêu lấy trước Facebook Jerry. 그거는 제리 선픽하는 게 나을 것 같아. 막 MU 제 đúng kiểu.
chết. Đúng tâm trạng tê con. Đây gương mặt của mày mày hàng trăm ngàn tê con trên toàn thế giới khi mà T1 phớt bích Jerry. Nó bị áp lực không? Nhìn mặt nó áp lực rõ luôn. Nhìn mặt nó cũng áp lực rõ. Nó biết bây giờ đang là vấn đề nằm ở chỗ nó. Nó biết vấn đề nằm ở chỗ nó. Cảm nhận rõ cái sự căng thẳng của nó luôn á. Khổ vãi. Nhìn đúng thương luôn. Đúng kiểu má mày tuyệt vọng trong việc nổ dựng tinh thần của đội vậy. Xong rồi editor cho cái nhạc mà đàn dây nó hơi đưa đá một tí nha editor. Violon cello gì mà kéo nó hơi não nề một tí nha. Okay, we're looking for a dive here. No 2v2 kill, but there's the Zenith Blade in. Immediate cleanse flash from Gumiushi as they're trying to get that kill first. Have been able to punish Canyon as Carrier in once again. There's the Magnus gone. They don't quite find Paze, but Lahan standing his ground. And Carrier just gonna get punished. Paze finding the last Okay. Pick up a double as the Arcane Shift flashes and gets himself forward. It's one last one. Bobby. Ván hai ván đó thằng bé đánh cháy quá mà. 이번은 어 안 돼 이번은 형 입장에서 잘못한 거는 뭐야 엘페리든 좀 이제 한 판씩 나왔는데 반대로 한 판도 못 해봤어. Mấy năm rồi đâu có ai chơi đâu các bạn. Bao nhiêu năm rồi đâu có ai chơi đâu. Tự nhiên bữa đó con bay đó nó vác ra đánh banh sát luôn. Giật mình. Thằng rớt nha mày đó. Thế thì chơi có tiền tốt.
저는 빙원이 진짜 잘. 빙원 씨가 핑크워드 사는 1등이잖아. 아마추어 때 그 피드백 돼가지고. 엘리미 형이랑 같이 피드백 하면서. 아, 스크린 끝나면은 그래프에서 그거 틀어. 핑크워드, 제오워드 구매서. 아. 리퍼 L 리퍼 만나보고 싶다. 만나줘 이제. 응. 우리 어떻게 다음 경기 때 만나니까 리퍼랑 한번 해보고 싶다. 김한식 선수를 개인 방송을 많이 보면서 잠깐 배운 부분도 많고 그래서 늘 하던 것처럼 많이 잘 보고 계십니다. 오늘 민영이 MVP 한번 받아볼게. 피오지요? 출발해야 된다고 합니다. Let's go! 민영 오늘 MVP 받으면 좋겠다. MVP! MVP! 오늘 MVP 받아요? 아 그러니까. 와. 파이팅! 대리 한번 나 노려보는데? 야 이거 쪼여볼게. 근데 쪼여보자 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 확인 확인. 지지 나이스요. 나이스요. 두 팀 다 우리 상대 팀 다 영패 팀이었네. 다음에 방송도 똑같고. 내일 또 해보면 되겠다. 트리나 제일 잘 건드리는 거 같아. 뭐 뭔데? 리즈나 제일 잘 건드리는 거 같아. 칼에서 설레면서 좀 해봤는데 괜찮은 거 같아. 아니, 그러니까 대회 때도 뭐 안 해도 해봐도 되긴 한데 그러니까 간보고 싶으면 얘기해서 재미 그대로 이렇게 짜서 해도 되니까. 제 슈를 두 번이었어. CTO 그렇게 안 떨어진 거 같아. 뭔가 오늘 많이 있었지 않나 생각보다. 이 형은 근데 한 번씩 벗어보고 그냥 저에 맞게 해보는 게 나. 다음 này là đoạn với ta Ezreal Jerry Kaisa. 다음 này là Gumayusi lạc lối luôn. Thầy rất là quan tâm em. Thầy nhìn sao thầy thấy em giảm được 4kg khi em kêu em cân, nếu giảm ký nào. Biết thầy nghe thằng nào đơm. Oh, 다시 이렇게 돌아갈 때가 땡겨. 어, 어디가? 여기가.
예쁜 거 같아. 그래? 좀 아프죠? 어. 예쁜 거. 여기 마우스 쓰는. 어, 오른손만 그래. Đọc rất nhiều sách về tay rồi đó. Được phút nào mà chứ? Thời gian rảnh chắc ở nhà toàn đọc về sách nghiên cứu về cơ xương khớp không đó. Mốt có tự chữa không? Tiramisu cake, tiramisu cake, machina, darkoman. 이번 주 정말 최고의 화제 매치 중 하나라고 봐야 되는데요. 그만큼 지금 광동풍이 정말 눈이 따가울 정도로 몰아치는 가운데 치원이라는 벽을 만났죠. Chắc là không chơi là tại vì không nhiều khi là có Athlon á. Chắc chắn phải có đúng không? Chắc chắn là phải có Athlon. Bottom mapping만 신경 써야 됐다. 파이선을 변하고 이즈젤이 나눠먹는 게 나을 것 같지 않을까? 파이선 변하자. 이즈나 젤이 둘 다 각은 괜찮긴 하다. 어, 이즈젤로 하면 되겠다. 괜찮아 보이는데? 꺽 되게 좋다. 내리면 이즈 캐릭 반이긴 하니. 파이팅 해볼게요. 장난이고요. 편하게 하시다 나한테. 카테 봐봐. 버튼 저 아래 봐봐. 젤이 꺾였다. 젤이 꺾여졌다. 아트가 좀 더 빨리. 나 앞에 탔거든? 나 살짝 위험하긴 하다. 좀 위험하고? 별로 안 좋아 보인다. 오케이 오케이 오케이. 우리 바텀 보는 중. 어, 오케이 오케이. 너 덤벼라. 아, 아래. 어, 타고 어, 네 이게 타고 있다. 데미지가. 데미지가. 나를. 데미지가. 데미지가. 데미지 해봐. 어. 데리트리 막아야 돼. 아, 나 죽었다. 까비 까비. 13 택트 자. 와. 얘 이번 칠라 그러거든. 어. 나 잠깐만 끌렸다 일단. 아래 위험하고. 나 일단 아래 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 살려 살려 살려. 아, 칼리공 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 칼리공. 아, 로테이 도고. 나 뭐 안 되고 지금. 마우스 빠질 수 있나? 별로긴 해. 코르키 살짝 쫄 수 있나 이거? 버리 볼게 볼게 볼게. 와봐. 잠깐만. 에이, 걸긴 했다. 에이, 상태 상태 상태. 마대만 해줘. 야 탈리아도 있다. 아, 빠져서 봐봐. 보너나 이거? 어, 나 탈리 있어 탈리 있어. 볼게 볼게. 우리 버는 중이야. 아래 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 아래. 코르키 봐야 돼. 코르키 봐야 돼. 코르키 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 살려 살려. 코르키 코르키 좋아 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 빨리 많이 좋아 해봐네 해봐네 합 천천히 볼게 정면 로틸 풀 있다 로틸만 볼 때 어 나 갈리긴 했다 나 로틸 보는 중 아 산테 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 왜 좋아 왜 좋아 산테 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 다 왔고 어 받았다 나이스 감사합니다 나이스 최대 그걸 뒤집어 내네요 기원 되게 힘들긴 했었죠. 우리가 쇼브 근데 그 뒤에 봤는데 바텀 쪽에서 잘 된 건데 이때 스카노 내려왔을 때 그냥 라인 포기하고 우리가 치면서 하긴 했어야 됐어. 조합이 이래서. 그냥 무조건 어 무조건 우리가 먼저 해야 돼. 어. 우리가 뒤늦게 들어가면 나도 내려가서 자리 잡았어. 아니면 그렇게 주고 아지르 제리 같은 거 받기엔 좀 애매하려나 원딜 밸류는 맞출 거면 그냥 제리 카이사 나눠 제리 카이사 나눠 초반에 우리가 좀 불릴 수 있는 느낌 아니면은 이즈가 살짝 아쉽긴 한데 3에 제리 먹는 가격은 없겠지? 그냥 내렸을 수 있는 게 할 수 있을 것 같아 왜냐면 우리도 상대 3제리 60%니까 상대가 잘 만약 제리를 대다면은 자야드 카이사 이런 거 나올 수도 있어요.
원딜 OP까지. Nhiều khi cái này là mình nhớ đó, có đợt mình kêu là kết quả đấu tập nhiều khi là âm mưu quá các bạn. Mấy khốn nạn OCK mỗi lần mà đấu tập với lại Gumi OC cầm seri nó ngửa ra thua. Lừa thằng nhỏ. He's not gonna win the 1v1 versus Baker. Here comes Cuz, maybe trying to turn this one around, but Adolus is just so dead. Oh, with a turn on a Faker and now a TP coming in, but Cuz. Nice. Pha này mid tele chậm vãi. Mid rookie DF là vui đót tele chậm ác. Menta nào? Honor hỏi Menta nào? Menta nào? Em rớt rồi. Con heo nè, trong số tất cả những con tướng, trong số tất cả những con tướng mà thằng Honor đánh, cái con mà nó ăn mạng nhiều nhất, mình xin đảm bảo với các bạn chính là con heo này. Mình hứa với các bạn là con tướng của thằng Honor ăn nhiều mạng nhất chính là con heo này, nhiều lắm. Nó ăn bằng dư chấn, nó ăn bằng nổ gì cũng không biết nữa, nó ăn nhiều lắm. Nó ăn ác lắm. The Nexus will fall and T1 will be your first esports World Cup presenting League of Legends. Tập focus vô Guma trong giai đoạn khó khăn nhất, giai đoạn meta Zeri, Kai'Sa, Ezreal. Ai thắng hay là cúc?
不能叫他往下压，他还是新手。他只要一压就打不过来，你知道吗？谁压就打。其实今天我们来赛场的时候，我觉得他们还蛮放松。Hôm nay khi mà tới địa điểm thi đấu thì 去打那个桌球嘛，我看他们。Tụi nó chơi bóng bàn đó. Cảm giác khá là chill nhẹ nhàng. Có ghi kêu là cảm giác chắc là tốt rồi. Ban huấn luyện khốn nạn. Và lại kêu là thằng Junjia nó chơi bóng bàn y chang nó đánh Liên Minh vậy. Nó ăn trước 3 điểm xong bắt đầu nó mè nó fit. Xong rồi cả huấn luyện viên lẫn quản lý cười khốn nạn. Cười rất khốn nạn. Mép bồ cũng đang cười rất khốn nạn ở đây. Cay. Junya cay. Cay mà không biết cãi làm sao, kêu là anh vô đây em thắng anh luôn nè. Vô đây đánh với em nè, em thắng anh bây giờ. Đúng quá, cãi đéo được. Đang dặn nhau là nói nhiều quá ảnh hưởng, anh nói nhiều quá mất tập trung. Chơi game phải bình tĩnh, có ghi dặn là chơi game phải bình tĩnh. Các bạn biết gì không? Mình coi cái này xong bây giờ mình mới nhận ra tại sao tụi đó là anh em tốt với lại các đội VSET. Nó rất là giống các bạn. Hồi đó đây mình nhớ là mình kể cho các bạn rất là nhiều lần rồi, ở tại VSET á, mà các bạn hồi xưa kìa, hồi mà còn ở GG Stadium á, thì các bạn sẽ rất là dễ dàng nhận thấy được đội nào đang thắng hay đang thua in game. Đó là gì? Thằng nào mà thua im phăng phắc, không có nói gì hết, gọi là tắt mic chơi game. Còn thằng nào mà thắng á hả, lên giết nó, hay yeah, kiểu như là các bạn không cần nhìn màn hình, các bạn chỉ nghe ở, các bạn đi xem ở G Stadium, các bạn chỉ cần gọi là nghe tụi nó thôi là các bạn biết là đội nào đang thắng, đội nào đang thua liền. Đó là cái phong cách mà là thua mà tắt mic xong rồi là thắng là y chang, không khác cái gì. Đúng là những người anh em tốt, không một chút xíu khác biệt nào. Được chơi game thêm à. Thằng Zero này buồn cười phết rồi. Zero này về vui tính tấu hài phết. Yeah, được chơi thêm Liên Minh Huyền Thoại rồi. Nạp thêm tiền net rồi. Khen 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 khen. Nịnh 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 nịnh. Cái
bây giờ mình hiểu cái cách mà VG vận hành rồi. Thằng Junzia là thằng mà tâm lý của nó có vẻ là không có vững các bạn, cho nên là phải nhẹ nhàng với nó. Thằng Junzia là thằng phải nhẹ nhàng, thắng một cái là em mày zero đi ra. À, thằng này tên là Maru, thằng béo béo là Maru đi ra. Nay Junzia đánh hay quá em, nay em đánh tập trung quá, khác cách đây mấy ngày quá em. Nịnh ác, nay em tập trung ác luôn á, như một con người khác vậy. Ngày hôm qua đấu tập cũng không bằng. À, đang đòi Yiju, đang săn Yiju, đang săn Yiju. đang giờ mình có được la tiếp không? Mình có là la, mình có nhảy lên ăn mừng nữa không? Tụi mình có được nhảy lên ăn mừng không? Xin cái slot 2, xin cái slot 2. Maru, xin cái slot 2, xin cái slot 2. Vậy mà tôi chơi. Có ghi hồi nãy nó có kia, nó kêu là mình chưa được đánh với Viper lần nào đúng không? Có ghi kêu là mình chưa được đánh với Viper lần nào. À, Viper tới chơi. Cắt luôn chứ. Ông Long trông cắt luôn chứ. Cố lên các người anh em. Anh cả LBC, anh cả LBC. Chúc những anh em may mắn. Thêm chơi tiếp mặt cười. Các bạn vừa donate nha. Có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phía cuối con đường. Nhưng mà đoạn này chúc người anh em may mắn. Cố lên.